thực hành tiếng Anh giao tiếp chỉ 5 phút mỗi ngày. Để phục vụ cho tiếng Anh giao tiếp thì hôm nay ở bài 2 này chúng ta sẽ nói về thì hiện tại đơn. The present simple. Thì hiện tại đơn thì được dùng để nói về sự thật, fact. Routines, thói quen hàng ngày. Hoặc là để miêu tả những điều luôn đúng, always true. People need food, con người thì cần thức ăn. Examples, ví dụ, I drink coffee every morning. Tôi uống cà phê vào mỗi buổi sáng, thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày. Hãy đọc lớn thành tiếng nhé. She eats lunch at noon every day. Cô ấy ăn trưa vào lúc 12 giờ hàng ngày. How about you? When do you usually eat lunch? Còn bạn thì sao? Bạn thường ăn trưa vào lúc nào? The sun rises in the east and sets in the west. Always true. Sự thật luôn đúng, mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Lưu ý, trạng từ chỉ tần suất every thường được sử dụng ở thì hiện tại đơn. Bạn nhớ đọc thành tiếng nhé. How to form, cách chia động từ I, you, they, we cộng với động từ nguyên thể và đoạn cuối của câu. He, she, it cộng với động từ có s hoặc là es và đoạn cuối ở câu. Verb base form là động từ nguyên thể. Ví dụ, we drink coffee every morning. Drink. He drinks coffee every morning. Drinks. Two watches TV every night. Watches. Note, lưu ý cách chia động từ với s và es. I go to bed, tôi đi ngủ. He goes to bed, anh ấy đi ngủ, goes. She watches TV. Cô ấy xem TV, watches. We watch TV, chúng tôi xem TV. Một số động từ khi đi với he, she, it thì es được thêm vào động từ. Ví dụ như các động từ kết thúc với sh, ch, o, ss, x và z. Negative and questions, dạng phủ định và câu hỏi. Dạng phủ định, I, you, we, they, đi với do not, verb, động từ nguyên thể và đoạn cuối của câu. He, she, it, does not, cộng động từ nguyên thể và đoạn cuối của câu. Do not, does not. Câu hỏi, do đi với I, you, we, they cộng với động từ nguyên thể và đoạn cuối của câu. Does đi với he, she, it, động từ nguyên thể và đoạn cuối của câu. Một số ví dụ, bạn hãy nói lớn thành tiếng nha. He doesn't start work at 11 a.m. Anh ấy không bắt đầu làm việc vào lúc 11 giờ. I don't work in an office. Tôi không làm việc trong văn phòng. Lưu ý dạng rút gọn của do not là don't, does not, doesn't. Một số ví dụ ở dạng câu hỏi. Does he start work at 11 a.m? Anh ấy bắt đầu làm công việc lúc 11 giờ phải không? Do you work in an office? Bạn làm việc ở trong văn phòng phải không? Bạn hãy đọc lớn thành tiếng nhé.
12 từ vựng hữu ích hàng ngày. To get up, thức dậy. To take or have a shower, tắm bằng vòi tắm hoa sen. To put on makeup, trang điểm. To shave, cạo râu. To brush your teeth, đánh răng. To wash your face, rửa mặt. To go to work, đi làm. To eat or have breakfast, ăn sáng. To get dressed. To drive. To go out with friends. To go to school. It's your turn now. Đến lượt bạn đấy. Hãy thực hành nói tiếng Anh hàng ngày và tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh trên Facebook group. Nhớ nhấn nút theo dõi kênh YouTube Two Smiles để nhận những video tiếp theo nhé. Comment phía dưới về những nội dung mà bạn muốn thực hành tiếng Anh giao tiếp. Chúc các bạn luôn thành công. Bye!